nông cạn, thông minh hơn chút rồi đó. Chỉ có mấy bà già mới làm trò đó thôi. Xin chào, tôi là Đỗ Minh Châu. Hiện tại tôi là bác sĩ. Gia đình tôi có 5 anh em và tôi là người thứ tư trong gia đình. Tôi có rất là nhiều sở thích, nhưng mà sở thích hiện tại có lẽ đó chính là tạo niềm vui và hạnh phúc cho anh hai. Thiệt hả Châu? Yeah. Ai không anh nói mà, trời ơi em giỏi vậy. Ừ, em là em gái của anh mà. Điều thứ hai đó chính là tạo ra thật nhiều tiền, cố gắng kiếm tiền để mà cùng anh trang trải cuộc sống gia đình. Em là niềm tự hào của anh. Anh chỉ mong phúc đường gốc như em thôi. Tính cách của tôi hơi khó tính một chút, luôn nghĩ cho người khác, nghĩ cho anh hai, cho gia đình. Nhưng mà cũng vì vậy mà mình luôn tự ý quyết định theo những cái suy nghĩ mà mình cho là đúng. Lần sau đừng có tùy tiện đến nhà của tôi, quậy banh cái nhà tôi lên như vậy. Tâm lý còn chưa ổn định đâu hả? Hơn 30 tuổi đầu rồi, đừng có cư xử như con nít nữa. Trong các anh em thì có lẽ Châu là người thương anh hai nhiều nhất. Tại vì Châu hiểu những cái điều mà anh hai trải qua và anh hai hy sinh là cho gia đình. Châu cũng khá giống anh hai một điểm là rất là yêu thương gia đình và hy sinh cho mọi người. Nhưng mà cách thể hiện của mình thì có lẽ rất là khác biệt. Tại vì Châu không phải là một người giỏi nói. Hay là để em mua đôi giày khác cho anh nha. Đôi giày này người ta mang rồi. Sao phải mua đôi mới? Đôi này còn tốt mà. Châu luôn làm và đôi khi những cái gì mà Châu làm á, chưa chắc gì Châu cho mọi người biết. Cố gắng kiếm tiền chỉ để lo cho gia đình, nhưng mà hầu như là mọi người trong gia đình á, không có ai hiểu mình hết. Và luôn cho là Châu làm những việc đó cho Châu. Ủa, cái nhà này chỉ có mình tôi là con gái hả? Còn bà Châu kìa, kêu bà về đây mà phụ đi. Châu là bác sĩ bận muốn chết, cố gắng ăn học mới được làm bác sĩ, rồi ráng lắm mới mua được cái nhà. Mà nhà giờ chả góp chứ chả dứt được đâu. Chỉ có anh hai là người thương và hiểu mình nhất. Em giỏi nhất nhà mà. Em là niềm tự hào của anh. Cuộc đời anh gặp bất cứ chuyện gì cứ nghĩ đến em là vượt qua được hết. Nếu mà hỏi là trong gia đình á, Châu thương ai nhất á, thì Châu nghĩ là tất cả mọi người ai cũng sẽ thấy á, là Châu thương anh hai nhất. Những cái gì Châu làm trên cuộc đời này á, cũng vì anh hai. Anh đừng có nói với em là anh lại cho nợ cho con báo nữa nha. Hết cực thì sẽ đổ bệnh. Em nghĩ là chị hai nói đúng đó. Mẹ kế này sẽ đuổi con chồng đi ra khỏi nhà để cho tôi được sống yên thân. Và Châu rất là hiểu chị hai. Châu hiểu tất cả những gì chị hai chịu đựng và trải qua với những đứa em, và thậm chí là với chồng của mình, với con của mình. Kiếm có mấy đồng bạc à, mà phải bán mạng bán sức vô cái chỗ bệnh viện đó. Nghĩ đi, anh ba nuôi chứ. Anh ba nuôi. Anh ba thì tuy là hơi phá hoại một chút xíu, nhưng mà mình cũng hiểu là anh ấy cũng thương gia đình. Còn cậu em út đó là Dư thì hơi ngỗ nghịch chút xíu, nhưng mà cũng rất thương gia đình. Nói chung là ai mà mình cũng thương hết. Nhưng mà vì mình tính cách mình không thích nói, ai cần gì thì mình giúp. Mình luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Sâu thẳm thì Châu cũng biết một điều đó là mình không nói ra thì làm sao mà mọi người hiểu được là mình đang nghĩ cái gì. Đặc biệt là cô em gái song sinh của mình đó là Báo, luôn luôn gây hấn và luôn luôn kiếm chuyện. Tự lo cho bản thân đi, đừng có sống dựa vào người khác nữa. Chị nói cái gì vậy hả? Nè, chị Châu, nè, mở cửa. Chẳng lẽ cứ sống dựa dẫm vào người khác hoài hả? Ê, ý chị nói tôi là cái con ăn bám đó hả? Thông minh hơn chút rồi đó. Dần một khoảng thời gian á, Châu không nói gì với Báo và cũng lười nói. Báo không muốn nghe, Báo không có chấp nhận sự thật đó là Châu hơn Báo, và không có chấp nhận là chuyện anh hai thương Châu hơn. Em quậy như vậy chưa đủ hả Báo? Cây táo nở hoa lúc 20 giờ từ 5 tháng 4 trên kênh HTV2 V Channel.